Nè nè nè, ông ăn miếng đi. Để đi, để tôi tự nhiên. Lần sau ông vô á, ông nhớ mua một ít thịt chó nha. Mấy nay tôi thèm quá trời thèm luôn. Ăn đi. Đây nè, cái này tôi gửi cho ông nghe. Ông mua vàng hết giùm tôi đi, giống như mọi lần vậy đó ha. Nè, mà nhờ cái vụ dây tiền bà mà ông cũng gom được một mớ kha khá rồi đúng không? Mà được bao nhiêu rồi ông nhớ không? Ôi trời ơi, làm sao mà nhớ nổi. Nhiều quá nhớ không nổi hả? Nè, mà nhờ ông làm hai cái đồng tiền nó nặng hơn, cho nên lúc nào nó cũng nằm sắp hết trơn á. Nhờ vậy mà mình cứ thu tiền vô điều điều hoài. Kỳ này tôi với ông hợp tác làm ăn á, coi bộ cũng ăn ý dữ ha. Ăn ý chứ. Vô vô. Xin mời, xin mời. À, thầy ra. Ủa tôi vậy? Khóc cho tôi miếng nữa. Của tôi vậy? Khóc quá cho tôi miếng nữa. Của tôi vậy? Khóc quá cho tôi miếng nữa. Của tôi vậy? Khóc quá cho tôi miếng nữa. Hmm?